Chào chào bác Học. Vâng. Bác Học năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Báo cáo với các chị là bác năm nay là 70 tuổi. Quê quán là ở Đô Lương, Nghệ An. Bệnh tật thì bác là bị thoát vị đĩa đệm chèn ép thần kinh. Ở lưng. Sau đó là bệnh viện giới thiệu sang đông y cổ truyền. Dạ. Nhưng mà bác không chăm cứu được. Dạ. Thì có người ở giới thiệu sang là hoàng cổ thông. Để điều trị thì bác tìm thấy ở trên điện thoại là có là bác xuống điều trị được. Ngày hôm nay là ngày thứ năm rồi. Dạ. Mà cảm thấy là cơ thể nó đỡ được nhiều. Dạ. Mà khỏe. Dạ. Mà tính thân phục vụ thì nói chung anh em ở đây là chị em ở đây tốt. Dạ. Rất cảm ơn là gọi như các cái nhân viên ở đây. Dạ. Rồi con liều trình của bác tính con dai. Đúng rồi. Đúng. Mình mới chỉ hôm nay là ngày thứ tư bác học nhỉ. Ngày thứ tư mà bác cảm thấy nó giảm được khoảng bao nhiêu phần trăm? Hôm nay là bác thấy được khoảng 50-60%. Nhưng mà nói chung nhân viên họ làm thì cùng đến nơi đến chốn phục vụ tận tình. Dạ. Bác đau ở đi lâu chưa ạ? Bác thì nói chung hơn 10 năm rồi. À, mình đã đi điều trị nhiều nơi chưa? Đi nhiều, chăm cứu nhiều mà không được. À, nói dạ. Không được. Dạ. Là bác đau ngang thắt lưng và chen thần kinh tòa cả nói hai bên. Nói chung là từ thắt lưng trở xuống. Cái biểu hiện cụ thể là thế nào ạ? Biểu hiện của bác là có như đôi đảo hai bên cái xương chầu này rồi dạ. Xuống bàn chân thì là có như xuống từ đôi xuống bên chân này. Dạ. Là đêm năm là thường thường chuột nó hãy rút. Chuột rút nhiều không? Tăng suất nhiều? Chuột rút là tăng suất là kể cả đi làm về mà ví dụ như đi mà dâm được là có như về là không kể ngày hay đêm là đều bị chuột rút. À, liên tục. 7 ngày này là thấy về nằm ngủ ngon. Dạ. Hai đêm, hai ba đêm đi có bị chuột rút lần nào nữa? Không. 7 ngày đi bây giờ này là có như không thấy nữa. Dạ. Cái lúc mà chữa trị liệu thì cái chân của bà có bị tê bi không ạ? Có chứ, có bì thì mới xuống đấy. Dạ, có đứng hay là đi lại có bị đau? Nói chung đi lại thì đi bộ được một đoàn là phải ngồi xuống. Dạ. Rồi bắt đầu phải đứng dậy đi tiếp. À, chứ không thể đi được nhiều, không đúng, thể đứng được nhiều. Không thể là đi liên tục được. Dạ. Ở ngoài cái vấn đề về thuật vị đĩa đệm thì khi mà bác học đến với cơ sở trị liệu xương khớp khoang cột thống thì nhà cháu con biết là bác có cái suy giãn tĩnh mạch xấu rất là nặng. Bác đã đi khám cái bệnh về suy giãn tĩnh mạch này lần nào chưa? Đi khám nhưng mà lần đó nó còn bảo nữa là bác bị thần kinh tòa thôi. Dạ. Là chỉ bị đìa đềm cho họ cũng gọi suy giảm tĩnh mạch. Dạ. Ở đây thực ra là cả cái mạch máu đây, hiện tại đây, cả cái mạch máu của bác Học đây, ở chân bên phải là chính. Nó suy giãn tĩnh mạch và kèm theo đó là biến đổi màu sắc da. Ở đây chính là cái dấu hiệu suy giãn tĩnh mạch rất là rõ rệt. Và cũng là khá là cái mức độ thay đổi của cái chân nó cũng khá là nặng rồi, khá là nhiều rồi đấy ạ. Và cũng chính vì cái suy giãn tĩnh mạch này nó sẽ làm cho cái dấu hiệu mà chuột rút của mình với cả là mỏi bắp chân và tê tức nặng ở chân nó càng nặng lên hơn đấy bác ạ. Dạ, thì bà cũng là được, may mắn là được một cái người ở quen ở bên bệnh viện giới thiệu sang đấy. Ở đây thì bác thấy cái cách trị liệu của nhà cháu có khác với những cái phương pháp trước mà bác dùng không? Nói chung là các cái phương pháp trước đấy họ không có cái thủ tục như thế này đó. Dạ. Không có cáo hoặc là dâu xóa bọt thì có, nhưng mà họ chủ yếu là họ dùng để chấm cừu nó chừng. À đấy. Nhưng mà bác là chấm là bác không thờ, bác thấy là không ứng là bởi vì đấm đã qua. Dạ. Ở đấy là hôm trước các bác xuống bác vẫn hỏi là có tiêm hay là uống thuốc, nhưng này là không thấy không tiêm không uống thuốc là được. Dạ đúng rồi ạ. Ở đây thì nhà cháu hoàn toàn không tiêm và cũng không uống vào bên trong mà sẽ dùng cái thuốc khoang cột thống như vậy nhỉ. Đây là chỉ là bảo bối của khoang cột thống, cũng giống như cái tên gọi đấy. Đây là một bài thuốc đông y gia truyền đặc trị về các vấn đề thần kinh cơ xương khớp hay là suy giãn tĩnh mạch giống như bác Học đang gặp đấy. Và ngoài cái rau xương khớp khoang cột thống này thì nhà cháu còn kết hợp thêm một cái sản phẩm nữa là cao đắp thảo dược khoang cột thống. Cả hai nó sẽ giúp làm thẩm thấu đi sâu vào các tổ chức cơ xương khớp, làm tiêu mủ, tiêu dịch, tiêu viêm, đồng thời là làm mềm các tổ chức cơ bị bó, cũng như là làm tăng khí huyết lưu thông và tăng tuần hoàn nuôi dưỡng đến cái vùng tổ chức cơ xương khớp của mình đang bị tổn thương mà. Từ đó nó sẽ giúp là tái tạo phục hồi dịch khớp cũng như là sụn khớp của mình do quá trình thoái hóa hay là thoát vị nó gây che nẻ thần kinh đấy. Thì khi mà thần kinh của mình nó sẽ các cơ nó mềm, nó giải phóng được sự che nẻ thì các dấu hiệu của bạn sẽ không còn. Đấy, một phương pháp rất là an toàn, lành tính, nhưng mà chỉ cần 6-3 buổi trị liệu là bạn đã có thể cảm nhận cái hiệu quả thuyên giảm đến 50-60% là một điều rất là tuyệt vời ạ. Cảm ơn bạn rất là nhiều.
Và nếu như quý cô bác và anh chị chúng ta đang gặp phải những vấn đề về xương khớp như là thoái hóa, thoát vị địa đệm giống như bác Học đang gặp phải đây, chèn ép thần kinh ngoài biến, chèn ép thần kinh tòa, suy giãn tĩnh mạch, viêm khớp gối, tràn dịch khớp gối hay là các di chứng của tai biến mạch máu não, thì mọi người hãy tìm đến các cơ sở trị liệu của Hoàng Cực Thống để chúng ta có thể sớm được trị liệu và thoát khỏi căn bệnh đau nhức xương khớp đã hành hạ chúng ta nhiều năm. Hoặc là chúng ta cũng có thể mua cái sản phẩm dâu Hoàng Cực Thống này về và sử dụng theo như hướng dẫn thì nó cũng đều mang lại những hiệu quả rất là tuyệt vời. Cháu cảm ơn bác Học rất là nhiều và hy vọng rằng là còn 2/3 chặng đường, 2/3 liệu trình còn lại chúng ta sẽ giải quyết nốt những cái phần mà bác đang gặp phải nhé. Cháu cảm ơn bác và chúc bác thật nhiều sức khỏe ạ. Rồi.